Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence. Xin chào Tomato Hương đã quay lại rồi đây. Trong video này Hương sẽ hướng dẫn mọi người về 5 thứ cần chuẩn bị khi mà chúng ta bắt đầu làm Affiliate Marketing. Chúng ta cần chuẩn bị ngay từ lúc mà chúng ta bắt đầu. Tại vì khi mà cần, nếu mà chúng ta chưa chuẩn bị trước ấy, lúc cần chúng ta sẽ không thể nào chuẩn bị kịp. Do đó bây giờ chúng ta chỉ cần là chuẩn bị những cái này. Còn sử dụng nó như thế nào thì trong quá trình mà chúng ta tìm hiểu làm lĩnh vực Affiliate Marketing nói riêng cũng như là Internet Marketing nói chung thì chúng ta sẽ biết nó sử dụng như thế nào. Mà ngay từ lúc này, nếu như các bạn đã quyết tâm dấn thân vào con đường tạo thu nhập thụ động với Affiliate Marketing thì các bạn hãy tạo những tài khoản này, rồi một ngày chúng ta sẽ cần đến nó. Và nhớ là chúng ta lưu lại tất cả các thông tin ha. Đầu tiên thì chúng ta cần tạo 5 cái tài khoản email. Bởi vì khi mà chúng ta tạo và sử dụng ngay thì cái độ tin cậy của cái email của chúng ta nó không có. Ví dụ các bạn muốn xây kênh YouTube, rất là nhiều người họ mua email để họ email cũ ấy, họ để làm một cái kênh YouTube đúng không nào? Nói chung là một số yếu tố khác nữa, ví dụ chúng ta tạo tài khoản Bing S hay tạo tài khoản Microsoft cũng vậy. Một cái email cũ nó sẽ có độ tin cậy, nó sẽ tốt hơn một cái email mới hoàn toàn. Do đó thì các bạn cần tạo ngay cho mình 5 email. Và chúng ta nhớ thông tin các email đó và nhớ là liên hệ tới một cái email và số điện thoại nào đó mà khi mà chúng ta bị mất mật khẩu hay mất các thông tin gì đó thì chúng ta có cái để mà xác nhận lấy lại cái email của mình ha. Nói chung 5 cái email này chúng ta cần phải tạo một cách an toàn và giữ đó. Có thể là bỏ trên driver hoặc bỏ trên cái Excel nào đó mà chúng ta ghi lại mật khẩu cẩn thận nhé, không là quên đấy. Ngay một thời gian sau rồi chúng ta sẽ sử dụng. Có thể là ngay từ lúc tạo cái email đầu tiên thì chúng ta hãy đọc cái email mà Google gửi đến cho mình, hoặc là chúng ta thử gửi đi một cái email đi để cái email của mình nó được hoạt động lần đầu tiên đã, rồi chúng ta hãy cất nó. Rồi cái tài khoản thứ hai là chúng ta tạo 5 tài khoản Facebook. Mọi người cảm thấy bất ngờ đúng không? Tại sao mà chúng ta lại tạo nhiều tài khoản Facebook như vậy? Thực ra thì mỗi người chúng ta chỉ cần một cái tài khoản Facebook là đủ. Còn đối với mình làm kinh doanh ấy, mình kiếm tiền trên Facebook thì chúng ta cần có nhiều tài khoản Facebook. Bởi vì chúng ta cần phải, điều đặc biệt là chúng ta cần để chạy quảng cáo. Khi mà mới dấn thân vào chạy quảng cáo Facebook chẳng hạn thì chúng ta sẽ rất là dễ bị gắn cờ, tức là tài khoản của chúng ta rất là dễ bị block khi mà chúng ta chưa có kinh nghiệm ở trên Facebook. Có thể là chúng ta để một cái link vi phạm chính sách, hoặc là chúng ta quảng bá một cái video hay một cái hình ảnh, một cái ngôn từ nào đó, nói chung vi phạm chút xíu là bị block liền. Do đó thì khi mà Affiliate Marketing thì chúng ta cần phải tạo các tài khoản Facebook để mà phòng ngừa trường hợp nó bị khóa thì chúng ta có tài khoản khác và sử dụng luôn. Đặc biệt là khi mà chúng ta đặt quảng cáo tại Mỹ, Úc, nước ngoài á, đặt quảng cáo tại nước ngoài thì trên Facebook nó càng dễ khóa. Do đó thì chúng ta tạo 5 tài khoản đi để mà phòng ngừa trường hợp mà mình phá đó, mình có một tài khoản để sử dụng. Khi mà tài khoản Facebook của chúng ta mới tạo khoảng cỡ vài ngày thì chúng ta không có chạy quảng cáo được đâu, nó sẽ bị gắn cờ ngay. Do đó thì một cái tài khoản Facebook mà chạy quảng cáo tốt hay là tạo fanpage hoạt động tốt thì nó phải có khoảng ít nhất là khoảng 3 tháng thì các bạn mới có thể là hoạt động tốt ở trên cái Facebook đó được. Nên đó là chúng ta tạo 5 cái tài khoản Facebook. Và chúng ta thường tạo bằng điện thoại nó sẽ ok. Chúng ta có máy tính thì tạo máy tính, sau đó một tài khoản tạo bằng điện thoại, một tài khoản thì tạo bằng một cái skill folder nào đó của điện thoại, hoặc là tài khoản là mượn điện thoại khác tạo. Đấy thì làm nào để các bạn có thể là 5 tài khoản Facebook, cứ tạo từ từ thôi. Mà nào tạo 5 tài khoản Facebook không phải là dễ ha. Mình cứ kiên trì với nó, mình làm đừng có hoạt động bất thường. Mình lên đó mình đăng cái hình hoặc là mình đăng status gì đó, mình giống như người thật. Và giống như kiểu 5 tài khoản này nó không liên quan với nhau á, thì các bạn mới có thể tạo được. Tạo 5 tài khoản Facebook, tạo và để đó thôi, rồi chúng ta sẽ sử dụng. Lâu lâu post một bài hay là kết bạn tương tác gì đó một chút xíu thôi, rồi để đó từ từ sẽ có ngày sử dụng đấy. Các bạn sẽ cảm ơn vì lúc trước mình đã tạo tài khoản Facebook đấy. Rồi còn thứ ba đó là chúng ta tạo 5 tài khoản Instagram. Ví dụ như các bạn quảng bá các sản phẩm ở trên Clickbank thì thấy các bạn đang sử dụng Instagram, và Hường thấy là doanh số trên Instagram cũng khá là tốt. Do đó thì chúng ta tạo 5 cái tài khoản Instagram và cứ để đó để nó có độ tin cậy ha, độ cherish thì chúng ta mới có thể sử dụng.
ngay cả việc đăng bài, tương tác, follow hay là chạy quảng cáo trên Instagram, thì cái độ tin cậy của tài khoản của chúng ta phải có rồi chúng ta mới làm được những điều đó. Nên là ít nhất cũng phải 3 tháng rồi chúng ta mới có độ tin cậy, tốt ha. Rồi còn số 4 đó là tạo 5 cái thẻ ngân hàng. Thì có nghĩa là nếu như các bạn bắt đầu làm affiliate marketing, các bạn chạy quảng cáo Bing Ads ấy, thì các bạn có thể sự cần rất là nhiều tài khoản ngân hàng, bởi vì chúng ta cần nhiều tài khoản Bing Ads khác nhau, chạy quảng cáo mà, đôi khi tài khoản của chúng ta sẽ bị block. Thì các bạn cứ tạo tài khoản ngân hàng đây, 5 thẻ ngân hàng là ok. Và 5 thẻ này nếu chúng ta sử dụng ở Bing xong thì chúng ta sử dụng nó sang Google Ads, sử dụng sang Facebook, sang Instagram, sang tất cả các thể loại ads khác chúng ta cần dùng. Do đó thì các bạn đừng nghĩ là chúng ta chỉ tạo 5 thẻ ngân hàng này để chạy Bing Ads hay là chỉ chạy YouTube Ads đâu ha. Rất là nhiều, nên là chúng ta tạo để đó và từ từ trải nghiệm các kênh quảng cáo rất là tuyệt vời. Thực ra thì Hường nói 5 thẻ ngân hàng là còn ít. Sự thật là Hường, thẻ ngân hàng của Hường đây, các bạn nhìn đây, đây là thẻ ngân hàng của Hường. Các bạn cảm thấy kinh khủng không? Để Hường đếm thử bao nhiêu cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 thẻ. Một số thẻ Hường đã hủy rồi đấy, nhưng mà hiện tại nó còn nằm trong tay là 13 thẻ đấy. 5 thẻ nó chưa là nhầm ngoài gì đâu. Rồi, tìm 5 người bạn đang làm affiliate để kết nối. Đấy, khi mà chúng ta có kết nối với bạn bè thì chúng ta sẽ dễ xử lý những cái vấn đề khi mà chúng ta gặp vướng mắc. Không phải cái gì chúng ta cũng có thể xử lý được. Và nhiều khi mình có sức mạnh của đội nhóm nó sẽ rất là tốt. Người này giỏi cái này, người này giỏi cái kia, và chúng ta học ở mỗi người mỗi chút, thì chúng ta sẽ nhân cải thiện, với lại chúng ta có năng lượng để chúng ta làm. Và điều đặc biệt, có một cái ghi chú nữa mà Hường không có ghi ở đây, đó là chúng ta có thể kết nối với, chúng ta nên có những cái mối quan hệ, những người bạn thân, để chúng phòng khi trường hợp chúng ta cần một số cái. Ví dụ như là các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản gì đó và cần đổi cái máy tính để tạo. Chẳng lẽ bây giờ các bạn đi mua một cái máy tính khác, đúng không? Rồi các bạn hãy có những cái mối quan hệ mà để mình có thể mượn máy tính, mình tạo một chút rồi mình trả, đỡ tốn mấy triệu, đỡ tốn mười mấy triệu, đúng không? Thì khi mà chúng ta, nếu mà khéo léo một chút thì các bạn có thể có những cái nguồn tài nguyên của bạn bè, tức là bạn của mình cũng không bị ảnh hưởng, không hề bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó giúp ích mình rất là nhiều ở trong Internet Marketing. Chia sẻ một chút xíu để các bạn có thể là khởi động cái hành trình tạo thu nhập thụ động, kiếm tiền với Affiliate Marketing, và đặc biệt là các bạn đang kiếm tiền với Clickbank và đang tìm các kênh traffic quảng bá sản phẩm, làm nào để bán được hàng nhiều hơn. Thì đây là những cái thứ mà Hường đã trải qua rồi, thì Hường thấy là 5 cái thứ này nó cần cho chúng ta. Và mọi người cứ tạo và tạo độ tin cậy cho những cái tài khoản email, tài khoản Facebook, Instagram hay những thẻ ngân hàng này, thì sau đó thì chúng ta sử dụng sẽ an toàn hơn. Chứ còn để mà khi lúc ta cần rồi á, mới bắt đầu tạo, thì lúc đó thì không có tài khoản để xài đâu. Hãy chắc chắn nếu như các bạn đang dấn thân vào Affiliate Marketing và các bạn muốn thực sự là nỗ lực vì lĩnh vực này, thì các bạn hãy làm những điều này, rất là quan trọng ha. Các bạn sẽ cảm ơn vì lúc trước mình đã làm những cái tài khoản này đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn subscribe kênh YouTube, nhấn đăng ký kênh YouTube của Hường nha. Hường sẽ chia sẻ mỗi ngày các video liên quan tới Affiliate Marketing, cũng như là mỗi người một subscribe thì mình sẽ có động lực hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Hãy follow Hường ở trên Facebook và tham gia vào group Sắp Laptop Lên Và Đi. Like fanpage Sắp Laptop Lên Và Đi. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Ok, bye bye.